Hi everybody. Thank you for returning to IELTS Everyday Channel. Today is, is a very very special day because you have learned a lot of a lot of things a lot of lessons so far. And now you have come to another 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 extremely important milestone what I mean by that is today, you will learn a new tense. You will learn the present perfect tense. The present perfect tense today that you learn on lesson sixty-one on the moon. I will explain them in Vietnamese. In the hope that you understand more, understand them more. very very important. Mình buộc phải sử dụng tiếng Việt để những người bạn học viên Việt Nam hiểu thấu được từng lời. Hiện tại các bạn đang làm điều gì? Trước đây các bạn đã làm điều gì? Các bạn đã hiểu được hai cái ý đó trong tiếng Anh rồi. Nhưng còn một mảng nữa vừa mới làm một cái điều gì đó xong có một cái hành động gì đó nó không có cắt đứt trong quá khứ mà nó còn âm ỉ râm rỉ tiếp diễn cái giai đoạn hiện tại đây các bạn đang học đó là cái não trạng cái ý niệm đó, đó cần phải diễn tả bằng làm sao thông qua cái động từ Đối với ngôn ngữ châu Âu chỉ cần quan tâm tới cái động từ mà thôi Động từ trong câu mà thôi Đó là cái thành phần chính yếu Không hiểu được cái động từ Không làm ăn được gì hết Vừa mới làm một điều gì đó xong Hoặc đã từng làm một cái điều gì đó Mình không có rõ thời gian cho lắm Đã từng làm một cái điều đó Thì dĩ nhiên tương lai đây có thể sẽ làm nữa Nội trong cái từ vựng đã từng làm Thì mình đã hiểu rồi bây giờ các bạn cần phải lắng động lại suy nghĩ thật kỹ vấn đề đó hiện tại đây điều gì đang thường ngày diễn ra thì hiện tại đơn cái việc gì đó đã xảy ra rồi không còn dính líu gì tới hiện tại nữa đã kết thúc rồi xong rồi quá khứ đơn và dĩ nhiên quá khứ tiếp diễn gì đó các bạn đã hiểu hiện tại đơn hiện tại tiếp diễn gì đó các bạn đã hiểu rồi mình không có nhọc nhằn mình chỉ cần là nắm những cái mạng lớn đến ngày hôm nay một ngày quan trọng của các bạn một mảng khác hoàn toàn luôn hiện tại hoàn thành cho nên mình không có mong muốn là các bạn hãy ăn cái chữ này nó lùn bùn trong lỗ tai hoài tấm hình đầu tiên các bạn nhìn thấy trên màn hình rõ ràng là anh này anh chuẩn bị mở cửa anh đứng gần cánh cửa đây các bạn thấy rõ ràng cái màu sắc cái, đồng cái cái trên mặt đất của cái, mặt 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 đất của cái bề mặt của mặt trăng đó nó có cái màu vàng vàng xanh xanh đây, đây. thì rõ ràng cánh cửa này mới đang được mở nè đang được mở hí hí nè còn khi mà đã mở cửa xong rồi thì các bạn thấy không nguyên một cái cái, cái khuôn phía trước mặt anh ta nè là những cái màu sắc như thế này thì ba cái hành động như vậy cần phải diễn tả bằng ba cách khác nhau trong tiếng anh các bạn phải hiểu từ vựng như vậy đó các bạn phải hiểu cái bối cảnh như vậy đó các bạn mới dùng tiếng anh cho đúng được lắng động một lần cuối cùng một lần đầu tiên trong đời các bạn đó là lý do là tại sao môn thiền thiền định nó rất là quan trọng là như vậy đó có quá nhiều học viên bây giờ Em không biết không, không hiểu, không hiểu Không cái gì nữa đây giờ Các bạn không chịu lắng động lại suy nghĩ và làm bài tập Tập trung lại đi các bạn Ý đầu tiên Sẽ mở cửa Ý thứ hai đang mở cửa Ý thứ ba là vừa mới mở cửa xong Thì hiện tại hoàn thành Thì hiện tại Thì tương lai gần Hiện tại tiếp diễn đây Ở giữa Và cuối cùng là hiện tại hoàn thành Trong bài nó sẽ xoay quanh những ý như vậy Bức ảnh đầu tiên Đang dự định làm gì đây? Đang dự định leo xuống cầu thang mà Cái hành động ở giữa thang này nè Rõ ràng là có phải là đang đang leo xuống không? Còn vừa cái chân mà vừa mới chạm đất xong mà. ngay chút xíu cái khoảnh khắc này rất là nhanh các bạn thấy không cái thang còn đúc lên đúc ngược lên nữa mà cái cái chân thang nó còn không chạm đất nữa mà nó vừa mới xong nữa là sao hiện tại hoàn thành cái này là ngay cái cánh cánh cổng đây của con tàu nè đó. là dự định tương lai gần be going to ai quốc gia đại diện quốc gia nào đến nào đến nơi thì thì, thì phải cấm cờ quốc gia đó thì nước mỹ đến nơi thì cấm cờ nước mỹ thôi rõ ràng cái cờ chưa đang cầm trên tay nó cần nghiêng nghiêng nè sẽ cấm cờ rõ ràng hai tay đang vịnh vịnh chặn 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 này có gió nó thổi cái cờ nó đứng lên như thế này nè rõ ràng là sao đang cắm cái, cái cờ xuống đang đang làm giữ mốc nó lại đang đang, đang cố định nó để, định vị nó lại nhưng mà cắm xong thì đi, đi đi chào lá cờ là chào tổ quốc của mình nghĩ đến những người đồng bào những ok Đó. cái cờ nó tự đứng các bạn thấy rõ ràng là vừa mới cắm cờ xong các bạn thấy bước chân bước chân của, 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 của anh phiền gia ba tấm hình ba hành động khác nhau là ba cái thì tenses three different tenses Các bạn phải nhớ vấn đề này Thì đó, mình vừa mới nói tiếng Việt xong thì các bạn đã hiểu rồi đó Thì cái đúng bon như vậy mà nói tiếng Anh thôi Thì làm từ từ chậm thôi, mình đâu cần các bạn làm nhanh Cần phải hiểu và làm mà sau đó mới làm nhanh được Các bạn không thể nào dục tốc bất đạt được Dục tốc là bất đạt Làm nhanh nhậu cái gì cũng muốn lẹ 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 Không bao giờ được đâu các bạn Từ từ thấm Thấm rồi, rồi sau đó nó rất là nhanh cái người học võ Ngày xưa mình từng học võ Ai ai các thầy sư tổ đều nói Học một ngàn cú đá Không bao giờ bằng một cú đá Một thôi mà được tập tới một ngàn lần Các bạn ạ Quy tóc bất di bất dịch như vậy Tiếng Anh cũng giống như vậy Ngày hôm nay mình đã làm cái kênh này rồi Các bạn phải cố gắng mà hiểu rõ ràng anh đã cắm cờ xong rồi anh bước xuống các bạn thấy là anh bước xuống xong rồi nó cắm cờ xong rồi đi vô trở lại tàu thôi thì rõ ràng đang dự định đóng cửa tàu lại nè còn hành động ở giữa này là đang đóng cái cửa tàu lại nè đó và hành động này vừa mới xoay lưng đi là có nghe đóng cái cụp khóa cái chốt lại rồi đó là vừa mới đóng xong rồi đó hiện tại hoàn thành là cái thì mà ngày hôm nay các bạn học chỉ có vậy thôi mọi việc các bạn phải luôn luôn tưởng tượng nó ra cái bức ảnh nó như thế nào đừng có hiểu trừu tượng trừu tượng khó hiểu lắm các bạn phải nhớ thông điệp này duy nhất này của mình Mọi việc phải đơn giản hóa nó đi Nó càng phức tạp càng phải đơn giản nó đi Cụ thể là sao Chia nó ra nhỏ là để hiểu Bằng phải bằng mọi giá phải hiểu Không hiểu không đi tiếp được Và khi tự hiểu rồi nó sẽ các bạn sẽ nhớ trong não Mãi mãi và vĩnh viễn luôn Đó hãy nhìn nó giống như bức ảnh Quy tắc Quy tắc nhớ là như vậy Các chuyên gia hàng đầu thế giới đều nói là như vậy Đều dạy như vậy, mình học như vậy, mình truyền thụ là như vậy Đúng là như vậy nó đã có kết quả với mình cứ xem nó giống như một tấm hình rõ ràng đang dự định đóng cửa đang đóng cửa ở đây dự định là tương lai nè đó to be going to nè còn này là đang làm nè doing nè is closing nè ở đây là rõ ràng là vừa mới đóng xong nè has closed hiện tại hoàn thành present perfect Ok, nào, bây giờ mình sẽ sang cái trang là 280 trong sách giáo khoa nha. Hôm nay mình nói tiếng Việt hơi nhiều Phải bằng mọi giá hiểu Còn cái chương thuộc bài thì từ từ tính Không, không quan trọng không hiểu được cái đã Đó Hiểu được cái đã 280 nha Ok, có một số động từ có quy tắc cái cấu trúc chia như thế nào đó các bạn đang nhìn trên, trên, trong sách giáo khoa rồi bạn đã thấy rồi đó. đó không có, có cần phải nhắc lại, quan trọng là nghe cái bài giảng của mình đó. Thì đó, have has a past participle đó nhớ ý đó bắt đầu thì rõ ràng là sao action would happen at an unspecified time in the past đó. thí dụ như là chuyện là no time reference at all không có đề cập đến cái cái cái, cái thời điểm cụ thể nào Ê, cái đậu kỳ lý, lý, lý lái xe chưa have you passed your driving test have you passed your driving test thì rõ ràng là mình cái, cái, cái chuyện mà không biết gì hết cái ý không biết gì hết mới hỏi bằng cái câu hiện tại hoàn thành còn như did you pass the test lại một cái ý khác tức là cái người kia hiểu được rằng thằng này nó đang đi ghi danh đang đi lái xe là did you pass the test là dùng quá khứ đơn à, mày đậu không là biết chắc chắn còn cái này hai thằng này không hề biết gì hết luôn thằng này muốn hỏi thằng kia mới dùng cái hiện tại hoàn thành này. Have you passed the test, the driving test? Đó. Một cái câu chuyện một cái người đã biết rồi hoặc là một cái người chưa biết cần phải dùng hai thì khác nhau như vậy. Trước gì các bạn cứ dùng nhầm lẫn rất là nhiều người ở trong cái đất nước Việt Nam này nó dùng nhầm lẫn tất cả những cái nơi mà mình đi làm qua rồi biết tiếng Anh lõm bõm lõm bõm chả ra đâu vào đâu cả dùng sai bét không thể nào là dùng quá khứ đơn được hiện tại hoàn thành Mới đúng Kế tiếp nè Ok, action which happened With no time reference Ok, and now Có một chút xíu Cái thời gian mà nó just vừa mới này, chẳng hạn Gần đây chẳng hạn Recently, recently Hoặc là vừa mới xong rồi á Vừa mới xong rồi ớ, uh. Đó, Các bạn thấy không ạ Already, already Hoặc là vẫn còn như vậy Still, or yet Yet Đó là chưa bao giờ từng xảy ra hết tức là các bạn phải không cái tưởng tượng trong não của mình có một cái mốc thời gian trong quá khứ nó một cái hành động nó kéo kéo kéo, kéo gì đã đến về hoặc là ngày hôm nay cái hành động mà cái động từ các bạn đang dự định, định dùng á tôi vừa mới sơn cánh cửa xong thì rõ ràng đâu có cái nhất khuyết là tao tao đã sơn cánh cửa xong cái sơn nó còn ướt cơ mà làm sao mà nói là đợi nhất điểm trong quá khứ được cái cái rành rành đó, đó mà hiện tại hoàn thành mới đúng các bạn phải hiểu sâu như vậy đó chứ không phải là là muốn 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 cải ngang như thế nào cái đây là mình đang học cái văn hóa của người ta thì mình phải gán gò ép cái não của mình phải hiểu theo cái kiểu của người ta chứ mình ở đây mình không hề là là chống đối các bạn là là, là như thế nào mình đang nói là làm sao để mình hiểu được cái văn phong người ta mình đang cần người ta mà mình đang cần cái ngôn ngữ tiếng anh này mà các bạn hiểu ý cái cái ý, ý gắt của mình không ạ mình nói rất là gắt ở đây để làm sao để dứt điểm hiểu là hiểu cho thấu vấn đề ra và sử dụng cho đúng chứ không có mơ mơ màng mơ màng đó để rồi, rồi trình độ các tiếng anh của các bạn cứ kém hoài như vậy được không bao giờ các bạn phải giỏi hết chuyện cái ý kế nữa bà ấy vừa mới xem phim đó rồi already vừa mới xem vừa mới xem xem xong xem xong cái đọc luôn á she seen that film already hoặc là she has already seen that film yeah. còn tôi vừa mới sơn cánh cửa xong là i have painted i've just painted I have painted là đủ hiểu rồi nhưng mà thêm chữ just vào nữa I have just painted các bạn hiểu sâu như vậy đó tức là đụng tới đâu các bạn hiểu hiểu liền trong não trong não là hoạt động tự các bạn phải làm giáo viên không thể nào đi vào trong não các bạn giúp cho các bạn được đó là ý là mình mong muốn các bạn lắng động lại là như vậy đó các bạn học hết trung tâm này qua trung tâm kia qua trung tâm nọ họ giảng thao thao bất tuyệt như cái nó không vô đầu các bạn thì các bạn luôn luôn làm sai mình cần các bạn lắng động lại để cái điều mà bạn vừa mới học xong nó đi vào trong đầu và nó ở lại trong đầu dĩ, dĩ nhiên chỉ có thể hiểu rồi nó mới ở lại trong đầu của các bạn được đó là thông điệp cuối cùng và duy nhất của mình That's good Everything being said Now move on to vocabulary section Okay, vocabulary section Moon Moon, astronaut spaceman, spaceman, Land to land Missing control, Mission control he Hear, heard clearly next Moon Arsenal Spaceman land to land I land on the moon Mission control he Hear, heard clearly next And the proper names are Feel Strong Dram Feel Strong Ram Lovely now you look on the screen, you look on the screen, look look on the screen here, we will work here. On the moon, our lesson on the moon, it is Phil Strongram, the American astronaut, has landed, has landed on the moon. He's speaking to mission control now, the mission control on the earth. He's speaking to the operator now. Hello, Phil. Can you hear me? Hello, Phil. Can you hear me? Yes, I can hear you clearly. What are you going to do next? What are you going to do next? I'm going to open the door. Okay, here. He is going. He is going to open the door. Phil Strong Ram is going to open the door. Hello Phil, what are you doing now? Hello Phil, what are you doing now? Người ở trên cõi đất rất là sao hào hứng cái giai đoạn này. Lần đầu tiên con người đặt trên lên mặt trăng. Đến ngày hôm nay thì dễ rồi, mình biết là Mình thế hệ th th chúng ta sống với giai đoạn này là dễ rồi. Nhưng Giai đoạn đó mọi người rất là hào hứng cho nên là từng khoảnh khắc một rất là quý đối với toàn thể nhân loại trong thời khắc đó. Cho nên người ta mới hỏi tỷ Mỹ từng chút từng chút mà hành động một. Cái chuyện mở cửa có gì là quan trọng đâu. Nhưng vấn đề là như vậy các bạn phải hiểu thấu cái bối cảnh. Mình cần các bạn tĩnh tâm lại, yên lặng suy nghĩ vấn đề là như vậy đó. Các bạn nhanh nhẩu nhanh nhẩu không bao giờ làm được cái gì hết và sẽ mãi mãi sẽ là con số không Hãy từ bỏ tất cả những cái, những cái cái sự nóng vội của tuổi trẻ đi. Hello Phil, what are you doing now? I'm opening the door. I'm opening the door. Phil, have you opened the door? Have you opened the door? Yes, I opened the door. I have just opened the door. I can see the moon. Các bạn thấy không? Tự nhiên là dùng I have opened the door mà đổi qua I can see lên. Tức là vừa mới mở cánh cửa xong ngay cái lúc mà vừa mới xong thì rõ ràng cái con mắt này nhìn thấy ngay cái mặt đất nè mình mới nãy mình, bên ban đầu mình đã nói rồi nè mình nhìn thấy cái bề mặt của mặt trăng đây rồi I can see the moon ui trời ơi tuyệt vời quá it is fantastic dùng hiện tại hoàn thành dùng hiện tại đơn liền động từ to be bình thường it is thôi dùng cái thì hiện tại đơn bình thường với động từ to be các bạn hiểu không cũng cùng một con người nói đó cái câu này nói ra cách đó chỉ có mấy giây đồng hồ thôi nhưng mà ý là diễn tả cái ý niệm diễn tả cái ý niệm cho nên mới dùng cái cái động từ khác và cái thì khác mà thôi tất cả các ngôn ngữ còn lại tiếng anh tiếng pháp tiếng đức và tất cả những cái ngôn ngữ châu âu khác cái ý niệm cái ý ý nói cái ý đó, đó mới dùng cái ý như vậy các bạn phải nắm cho vững không nắm vững sẽ không bao giờ đối thoại không bao giờ đi bước vào trong thế giới của người tây được hey, hello Pew. hey, cậu nghe 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 tổng đài nói không? Can you hear me? Rõ ràng các bạn thấy không ạ? Nghe không? Nghe rõ không? Tức là bây giờ rõ ràng là ngay bây giờ mà mình mình hai đang đang nói nhau là nghe hiểu là là nghe là, là, dùng cái chữ bình thường, động từ khiếm khuyết more the verb can rất là dễ dàng. Hiểu mà nghe mà nghe rõ mà. Yes, I can hear you clearly đó rõ ràng trước khi mở cửa đó hear, I can hear you clearly nghe nghe rõ mà ê, 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 sắp 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 làm gì đây what are you going to do next sắp đó, các bạn thấy chữ sắp trong tiếng việt không chỉ sắp một cách nhẹ nhàng thì đối với tiếng anh là gì? are you going to do next các bạn phải nắm vững như vậy các bạn mới bật ra nói chuyện ao 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 được chứ trong não các bạn không hiểu được cái cách nói tiếng anh thì làm sao bật ra nói chuyện ao ao được what are you going to do next Liên. ê ta tính mở cửa ở đây mình đang dự định mở cửa đây. i'm going to open the door I am going to open đó, sẽ mở cửa nè. Sắp sửa xảy ra tới nơi nè. tương lai rất là gần 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 lắm rồi. I'm going to open the door. Nghe đây nè. Tới tay là gần gần cầm cái nắm kéo này nè. Tay rồi gần gần cầm cái cái tay cầm này nè, cầm cái tay cầm của cánh cửa này nè. Sắp tới nơi luôn nè. Cái đầu mới hỏi thêm một cái ý nữa. Tốc độ đi từ mặt trăng với đất cũng hơi chậm mà các bạn, dù tốc độ lúc đó là nhanh thì nhanh đó nhưng mà rõ ràng nó phải là chậm hơn cái thời gian thực của của anh Phil này trên mặt tranh chứ thành ra mới hỏi thêm hello Phil 3 chấm ba chấm các bạn thấy không three points xin chào Phil hello là gọi coi có nghe không chứ đâu phải là xin chào các bạn thấy liên tục hello 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 không đây nè các bạn phải hiểu chứ hello là như vậy chứ phải hello là xin chào cái là chưa bao giờ gặp cái đâu gặp xong rồi không chào nữa không phải cái chứ hello là sao để gọi cái người kia có nghe thấy âm thanh của mình không ê, ê mày có nghe tao nói không tiếng việt nói như vậy đó thì tiếng Anh nói hello, 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 hello. Các bạn học các bạn phải hiểu sâu như vậy đó các bạn à. Không có một giáo viên nào dám nói ra tất cả những điều đó. Ngày hôm nay mình đã lập kênh này rồi, mình đã nói ra tất cả những cái gì mà 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 gói ghém trong cái ngôn ngữ của người ta các bạn phải nắm ngay cơ hội này các bạn phải học thôi. Không mình chần chừ gì nữa. Thì rõ ràng để chuẩn bị một cái bài học của mình Các bạn đã mất rất là nhiều thời gian Các bạn đã biết rồi đó Thì trả trả cái chi phí một lần một trong đời lần này nè Gặp được cái kênh IELTS Every này Thì phải làm như vậy Mình mình đi đến đâu trong đất nước Việt Nam mình đã, mình đã quá nhiều thời gian mình ở nước ngoài rồi Đụng tới không biết tiếng Anh Đụng tới không biết tiếng Anh Nó quá trong khi tiếng Anh nó quá dễ như vậy Đừng làm như vậy nữa Hello Phil, what are you doing now? ê hey, cậu đang làm gì đấy? đó cái cái thông tin từ tổng đài đó, nói tới câu What are you doing now? thì sau khi cái câu nó được truyền qua tới anh này là mất một khoảng thời gian rồi thì rõ ràng ảnh làm xong cái công việc rồi không thì anh vừa mới trả lời lên luôn anh vừa mới nghe anh vừa mới trả lời luôn I am opening the door mình đang mở cửa I am opening the door mình đang mở cửa này thôi đó, vừa mới xong rồi đó là thông tin nó đã khác đi rồi tại thời gian là lại biến chuyển đấy rồi tốc độ nó hơi chậm mà thành ra là Feel thay vì gọi chữ hello, feel 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 feel, hey feel ơi feel ơi, feel. À, feel strong ram đó. Have you opened the door? Have you opened the door? Đó. không phải là các bạn xem phim nhiều các bạn hiểu các bạn hiểu không ạ? Vấn đề là các bạn hiểu thấu cái bài học cơ bản này rồi. Sau đó các bạn xem phim, các bạn mới hiểu được cái tình tiết bên trong đó dùng từ vựng nào từ vựng nào. Chứ không phải các bạn mở mở ra rã mở phim đó. Các bạn không hiểu từng từ đoán đoán để đến già dạ, không bao giờ hiểu được. Mấy trẻ em nó sống trong cái môi trường đó là bởi vì sao? Hàng ngày nó lên lớp nó đã học bài rồi Trẻ em người Mỹ, người Tây Nó đã học bài 1 cộng 1 bằng 2, 2 cộng 2 bằng 4 Rồi xong rồi về nhà nó xem phim à, 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 Thì không ai giảng cái phim nó hết tự như nó hiểu cái phim Là bởi vì trong lớp nó vẫn đang học bài Thì đây IELTS Savvy đây mở ra để cho các bạn học bài là chỗ đó đó Các bạn không học IELTS Savvy đây Các bạn không học bài hả? cụ thể Các bạn không lấy giấy bút ra các bạn viết thì cái dù các bạn xem một ngàn phim tất cả các phim trên đời bằng tiếng anh các bạn không bao giờ các bạn hiểu được hết các bạn làm ngược quy trình hết trơn rồi mình rất là giận khi mình nói những thông điệp như thế này còn những người nào không phải như vậy thứ lỗi cho mình tại vì đây mình nói bằng sự chân thành và cả con tim của mình hay you open the door Ê cậu 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 đã mở cửa xong chưa? Đó. Các bạn thấy không? ba sắc thái ba cái ý khác nhau. Mở, mới, mở, xong mới yes, I've opened the door. Yes, I've opened the door. I can see the moon. Ocha it's wonderful. marvelous Fantastic. Fantastic. Okay, now we attack the other side. What's he going to do here? Look, he's going to climb down the ladder. And here, what's he doing? He's climbing down the ladder. And here, what has he done? He's climbed out a ladder. And here, number two, what he's going to do? He's going to place, he's going to position, he's going to place the flag, position firmly the flag. And here, he's placing, he's placing the flag, the American flag. And here, he has just placed, he has already placed the flag, the American flag. And here number three, what is he going to do? He's going to close the door. And here, he is closing. He's closing the door. And here, what he doing? Or what has he done? What has he done? He has closed the door. He has just closed the door behind him. Behind him. Okay, that's good. Một lần nữa mình nhắc lại cái thì hiện tại hoàn thành này nào? nó sẽ rất là khác với các thì quá khứ, các thì quá khứ nó xong lâu rồi, mình không cần nhắc tới nữa. À, còn cái thì hiện tại hoàn thành này là nó vừa mới xong luôn á, nó đang còn nóng hổi luôn á, nó vừa mới xong cái đợt đây thôi, nó đang còn nóng hổi luôn. Dùng thì hiện tại hoàn thành, the present perfect tense. Okay now, you move to the next page 282, 282, and the language summary, are you with a have or have or haven't or have not opened or closed it or done it, and he, she, it, he's, uh, he has, hasn't, has not, cần phải cẩn thận với chữ phải S nha, trong hiện tại hoàn thành là chữ phẩy S chứ không phải là động từ to be đâu nha, phải S đó, he, she, it, phải S. Comma. Uh, Okay. S. And then a question. Đối với câu hỏi thì sao? Have I, have you, have we, have they? Has he, has she, has it? And then the verb. Sau đó là open, close, done it. Okay. Và khi mình các bạn trả lời là sao? Yes, no, như thế nào? I have or haven't. Or yes, he has or he, he hasn't. And now we do the exercise on page 282. What is it? doing? He's go, what's he going to do? So nước, vòi nước chảy ra, the faucet, what is flooring? Okay, he's going to clean it. Sắp sửa, phải sao? Lâu cái xe, he's going to clean it. And then the second picture is here. What's he doing? The car and the guy. What's he doing? He's cleaning it. And then the third picture is what he's done. He's cleaned it các bạn thấy không ạ à? đó, phát âm tiếng anh đó nó, nó lẹ nó nhanh nó gì đó thì làm sao nghe mà hiểu được thì muốn nghe hiểu được cái vấn đề các bạn đang học nghe thì các bạn phải hiểu được những chuyện trong quá khứ từ bài 1 tới cái bài này tới bài 60 sau đó học bài 61 từ bài 1 tới bài 60 các bạn không học kỹ đụng tới bài này làm sao mà học hiểu được trên sự lười biếng sẽ giết chết các bạn thế thôi number one the bang and the robbers What are they going to do? They are going to rob the bank. Number two, the second picture. What are they doing? They are robbing the bank. And every person hands on, hands up, hands up, okay? And pounds, all American dollars. And the third picture they are going out. What have they done? They have dropped the bank. Number two, exercise number two, the woman and a pile of clothes and an iron, an iron ball, ironing ball, okay? The first question should be asked, what is she going to do? She's going to iron the clothes. And the second picture on, on the second um, exercise, what is she doing? She's ironing the clothes. What is she doing? She's ironing the clothes. Okay, her left hand on the iron machine and her right hand here she's touching and and keeping firm the clothes. And the third pictures, a pile of, a pile of clothes already well done, already arranged into a pile. Beautiful. She has done it. What has she done? What has she done? She has ironed clothes. She has ironed clothes. And the third exercise telephone a woman outside. Okay, so what is she going to do? She's going to telephone. What is she going to do? She's going to, to call someone. And the second picture she's talking, talking, and talking. What is she doing? She's talking. She's telephoning. She's calling. And the last, she's going outside, of course. Yeah. What has she done? What has she done? She has phoned. She has phoned. She has phoned someone. She finished. And the last picture the fold. The man in front of him, a big cake. He's going to eat. He's very happy, of course. So, what is he going to do? He's going to eat the cake. And the second one. What's he doing? he is eating the cake. He's eat, eating a piece of cake. He's enjoying the cake. And the last, the plate is empty. There's nothing left. There's nothing left on, on his plate. Just some scrum. Just a, a some a few scrum on on the plate. Chỉ còn là một cái vài mảnh vụn thôi. Some scrum. What has he done? He has eaten he has eaten the the cake he has eaten the cake okay now if lovely um maybe i hope that you have understood the lesson and see you see you very soon in the next lesson next lesson 62 if you have any questions about the course of course you can write to me don't hesitate but focus try to seek the maximum amount of information first, then I'll ask me. Okay? I'll keep memory of them and I'll answer when I have time. See you.